Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một chiếc Kia Butcher, và đây là một cái thương hiệu cao cấp đến từ Thụy Sĩ. Kia Butcher thì mình cũng đã lên khá là nhiều video rồi, và anh em thường là khi dòng này về thì có cái mức giá chiết khấu tốt là anh em lấy ngay. Cho nên các sản phẩm Kia Butcher của mình bên mình thì đa phần là bán luôn và ngay. Chiếc Kia Butcher này của mình thì thuộc dòng Adamavi. Đây cũng là một cái dòng gọi là dễ tiếp cận của Kia Butcher. Và hôm nay thì mình sẽ có ở trên tay đó là một chiếc vàng khối anh em nhé. Đó. Ta sẽ có ở đây là một chiếc vàng khối. Mình sẽ cùng mở ra trên tay cho anh em. Các bạn có thể thấy đây là một chiếc Adamavi với một cái thiết kế 3 kim 1 lịch rất là thanh lịch để anh em chơi. Chúng ta sẽ có một cái tag đi kèm. Mã của chiếc này là 00103110315 01. Đó. Và như các bạn thấy ở đây là chúng ta đã có đầy đủ tên của nó là Adamavi. Chiếc này thì nó sẽ có là mặt số dial được làm với cái màu champagne, và nó sẽ có hai lòng. Lòng trong của chúng ta thì sẽ có logo Kia Butcher, và lòng ngoài của chúng ta thì sẽ là cọc số và một cái vòng gọi là minute track. Vòng này thì như altering minute track, vòng này sẽ là cái vòng chia 60 phút. Với cái cọc số của chiếc này thì chúng ta sẽ có đó là cọc số sole giữa cọc số vạch và cọc số La Mã. Tại các vị trí là như các bạn thấy ở đây là cọc số chẵn của chúng ta thì sẽ là cọc số La Mã như 2, 4, 6, 8, 10, 12. Còn các vị trí khác của chúng ta thì sẽ là cọc số vạch. Ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có một ô lịch và cái nền ô lịch màu trắng. Mặt dial của chiếc này thì sẽ có cái vân trải tia nhẹ các bạn nhé. Đó, từ tâm của bộ kim. Thân của nó thì được làm bằng vàng 18K AU750. Và phía bên này thì các bạn sẽ thấy ngay một cái dòng chữ là CBAU750. Và hai bên chúng ta sẽ có hai cái chuyện. Một cái chuyện cân tiểu ly và một cái chuyện của chúng ta là chuyện đầu chó Beckna. Đó. Ở đây thì chúng ta có tên dòng là Adamavi, và ở đây thì sẽ có đó là chống nước của chiếc này là 30M. Ở chiếc này thì sử dụng bộ máy được base trên dòng Sellita SW300 với 25 chân kính, 28.800 tần số động, và các bạn sẽ có 42 giờ tích cót. Củ văng thì được mạ vàng. Đó. Và khóa của chúng ta ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái khóa vàng. Và khóa của nó là khóa xiên anh em nhé. Mình sẽ cùng mở cái sim này ra cho anh em xem. Đầu tiên thì với những cái khóa vàng thì ở dưới thì chúng ta sẽ có chuyện AU750CB. Và phía trên này thì chúng ta sẽ có logo của các Kia Butcher. Chiếc này thì có size là 39mm và có lắc to lắc vào khoảng tầm 43-44mm. Cho nên với chiếc đồng hồ này tay anh em khoảng 14.5-15cm là chúng ta đã đeo được rồi. Và đây là một trong những cái dòng dễ tiếp cận, dễ đeo của các Kia Butcher. Chiếc này sử dụng kính sapphire và kính của nó hoàn toàn phẳng. Và nó sử dụng một sợi dây da ở đây. Như các bạn thấy là nó ghi là dây da cá sấu, và nó sẽ được phủ ở phía ngoài một lớp bóng nữa. Đó, để tạo cái độ bóng cho da. Còn ở phía sau thì chúng ta sẽ thấy ngay là Genui Alligator, và phía bên này là logo Kia Butcher. Chiếc Kia Butcher này thì có giá hãng cũng khá cao, khoảng tầm 6.900 đô. Thì với mức giá 6.900 đô thì các bạn sẽ bỏ ra khoảng tầm 180 triệu để chúng ta mua được chiếc này. Còn ICS hiện tại đang có sẵn một chiếc với mức giá không thể tốt hơn, đó là 89 triệu, và đây là một chiếc mới 100%, đi kèm với chế độ bảo hành cho anh em là 2 năm. Anh em nào có nhu cầu về chiếc Kia Butcher Adamavi này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.